thì vừa được thằng cu quản lý Hoàng Kiên chi nhánh Hồ Chí Minh nó gửi cho một cái bài đăng ở trên cái group iPhone Việt Nam thì phải. Mấy group đấy thì tôi cũng không vào, tôi cũng không tham gia nên tôi cũng không rõ lắm. Có đăng đấy là mua một con máy 13 Pro Max đổi lên đời một con máy 14 Pro Max, mặc dù hiện tại tôi đang bán là 29 triệu 4 mà mất có 7 triệu. Trong khi có một cái cửa hàng nó bán có 27 triệu rưỡi mà lại mất 9 triệu. Ảo thật sự, không hiểu kiểu gì. Thì ở đây tôi nói này, thứ nhất, có thể cái cây máy đấy ông mua của tôi mà tôi hỗ trợ cho ông thì hiển nhiên tôi nhập lại con máy đấy bằng giá tôi bán lẻ. Thì hiển nhiên nó khác giá với việc ông mang qua một cửa hàng khác ông bán, hoặc là mang qua cửa hàng khác để ông lên đời. Thế nên là cái chuyện đấy là chuyện bình thường. Thì ở trong này nó có những comment kiểu đấy là ui giời, Hoàng Kiên ngon lắm, Hoàng Kiên ngon vừa, Hoàng Kiên đấy là rất là ok, A, B, C, D, F. Đây, các ông có thể tự đọc, đây là chi tiết nhá, chi tiết trong phần comment này. Nhưng có những người cũng nói đấy, ui giời, mấy cửa hàng cỏ thì nó bán như thế là đúng rồi. Xong ở dưới lại có comment, cỏ đâu, hơi bị xịn đấy, rồi lại cỏ so với FPT, bán bằng giá của họ đi rồi tính. Ở dưới lại bảo người ta bán còn đắt hơn cả Thế Giới Di Động. Mấy FPT, ừ đúng rồi, tôi bán đắt hơn mà. Tại vì đơn giản nhất đấy là máy new chưa active này, bọn tôi bảo hành 1 năm 1 đổi 1. Cứ lỗi là tôi đổi một con máy mới chưa active nha, chứ không phải đấy là đổi hàng repo bit hay là hàng trả bảo hành nha. Đó. Rồi lại có cả những comment bảo đấy là muốn mua thêm gói bảo hành ở các cửa hàng khác thì nói chung là giá cũng bằng Hoàng Kiên. Đó. Xong rồi ở dưới lại bảo đấy là mua thêm gói bảo hành vàng rồi, xong đến lúc mang quay lại bán này lên đời gì đấy nó thu lại được có bao nhiêu tiền kìa. Đúng là cái bọn ML đặc M kìa. Nói chung đấy, tất cả những cái comment ở trên các group thì tôi biết có thể các bạn đấy là khách hàng của Hoàng Kiên, có thể các bạn chỉ nghe về Hoàng Kiên, nhưng làm ơn đừng comment ở trên các group nữa. Thật, tôi nói thật, đừng comment ở trên các group nữa. Ở trên các group hay là ở trong cái giới iPhone, tất cả những người đang làm iPhone, có những người thích tôi nhưng cái tỷ lệ đấy nó rất ít. Còn đại đa số là cực kỳ ghét. Mà ở đây nó ghét một cái nữa nhá. Tôi nói này, có những cái bài post mà người ta bóc phốt những cái cửa hàng bán máy dựng, quay lên trên các group, thì ở dưới kiểu luôn có những comment theo kiểu đấy là ui giời ơi, máy chất bây giờ chỉ có Hoàng Kiên, thế thì khác gì đấy là nhân viên tôi đi comment. Rồi các ông ơi, các ông là khách của bọn tôi, các ông là khách của bọn tôi, các ông cố gắng giúp tôi mới. Đây, tôi có dặn khách hàng nhân viên của tôi đây này. Đấy, kiểu comment mà cứ khen này toàn nhân viên Hoàng Kiên à, chửi chúng nó đây này. Chúng nó bảo không đâu, khách đi anh. Đó, tôi dặn nhân viên, khách hàng là thượng đế, khách quen là người thân. Nhưng phải nhớ nhắc với người thân của bọn mày ấy, là muốn nói cái gì tốt về Hoàng Kiên ấy, thì nói với người thân của họ thôi. Chứ đừng có mang Hoàng Kiên lên mạng nữa. Cứ đâu đâu cũng thấy comment ở phía dưới đây là Hoàng Kiên ngon. Có thể khác gì đấy là, khác gì nhân viên Hoàng Kiên đi comment dạo. Ôi, khác gì Hoàng Kiên comment dạo. Thế nên là cứ kiểu comment khen Hoàng Kiên là thợ nó ý vào nhảy vào. Nó bảo mẹ lại nhân viên Hoàng Kiên đi comment. Nên là tôi cực kỳ ghét cái đấy. Thế nên thôi, làm ơn nha. Các bạn, nếu các bạn biết Hoàng Kiên nó tốt, ừ máy nó ngon, chế độ bảo hành nó tốt, rồi hậu mãi của nó ok, các bạn về các bạn bảo người thân của bạn, nếu có nhu cầu qua gặp tôi. Qua gặp tôi. Đó. Còn đừng có mang tôi lên mạng nữa. Nhớ nhá. Phốt thì mang tôi lên mạng. Còn nếu mà khen ấy, thì mang giới thiệu cho người nhà các bạn. Thế là được. Cứ giới thiệu cho người nhà các bạn. Ở đây tôi không cần đấy là mang tôi lên mạng để làm gì, để quảng bá hình ảnh nữa. Đừng mang lên nữa. Tôi làm ra cái chế độ bảo hành 1 năm 1 đổi 1 để làm gì? Để đỡ về cái kiểu đấy là dùng đôi 3 tháng hỏng, quay lại anh ơi hỗ trợ em đi, rồi cắt ghép các thứ. Tôi ép phải mua cái gói bảo hành đấy. Đấy là cái tôi ép phải mua. Nhớ nhá, cái bảo hành 1 năm 1 đổi 1 đấy là tôi ép phải mua vậy. Vì tôi chọn máy zin nguyên bản đẹp keng, cho nên là cái tỷ lệ lỗi nó thấp, cho nên là tôi bắt buộc phải mua cái gói bảo hành đấy tôi mới bán. Đó, tại vì là cái giá đầu vào tôi rất là cao. Còn cái vấn đề đấy là lên đời hỗ trợ nhập lại bằng giá đấy, là để tôi hỗ trợ những người gọi là người thân, khách quen là người thân mà. Tôi hỗ trợ người thân, cái đấy là để hỗ trợ người thân, chứ còn làm cái đấy là thiệt. Thế nên là tôi biết, ừ nó ngon thì bảo với người thân các bạn, chứ đừng biết nó ngon xong cứ mang lên rêu rao như thế, người ta vào người ta chửi tôi đấy. Thế nhá.